Du lịch đầu xuân 2020 đấy. Đây, leo núi, leo mãi cho đến đỉnh núi. Đang tìm đường cứu nước. Ê, có con ong. Vôi thượng miền đồi. Bao cái thiếu cái khả phô mồi vũ kìa chứ. Trên này là rừng nguyên sinh các bạn nhá, rừng nguyên sinh nhá. Đây là rừng nguyên sinh nhá. Đây là toàn cảnh công trình đập thủy lợi. Cuối cùng cũng đã đến đích. Đập tràn, đây là đập tràn đấy. Đi hẳn đã lương rác này cơm đi thâu. Đây trên này là thượng nguồn sông Bưởi. Tưởng là to rùng kìa nhỉ. Phải em tưởng tập là như cái tập quản. Phải tưởng là tập lý lại thế thì vậy. Như có đập khang trao ở rồi. Còn to. Khang trao to hơn à? Ui, tập khang trao bên đập khỉnh mà. Đập Văn Sơn mà. À. Em thấy nhà bên này mua hiếm nhá. Em ăn ụp thế nào. Sạt lở. Mình cứ cao để sạt lở đất. Cổng thoát nước à. Quá là nguy hiểm. Xuống tham quan đoạn dưới này xem nữa.
hệ thống van xả, van xả nước to nhỏ và điều tiết nước. Bạn cái này là nước mà ra đóng lại này. Kỷ niệm xanh bẻ à, đập tràn à, phải tiếp bồn nữa, đầu xuân năm mới đi du xuân vạn thủy. Thôi tiếp tục hành trình đã, sắp đến nhà rồi. Tránh đường cho ô tô vào. Quái trâu kìa. Ôi trời. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đến nhà. Đây vào thăm chị em xem đang làm món gì đây. Năm mới tỉnh gia đình chúc sức khỏe gia đình sang năm mới có sức khỏe mới lại. Sao chị ăn rồi đó. Chào bà thế. Con chào bà. Dạ. Tỏ chít giữa tư làng. Ba, năm mới chúc sức khỏe ba. Dạ. Cảm ơn nè chị. Dạ. Bà. Cái gì trả lòng nhớ ơi. Dạ. Khói hay lắm nhỉ. Năm mới chúc sức khỏe đó mày nói. Năm mới chúc sức khỏe đó thì năm mới chúc sức khỏe đó. Măng đắng đầu mùa. Năm mới chúc sức khỏe đó hả? Năm mới. Wow, đằng sau còn rộng vết. Gà chạy bộ nhá. Gà thả vườn. Quay chi mày nhon rồi. Quay chi nha mà quay quay mày. Kiểu cảm tưởng khi Lâm mới là vừa lên đến đây. Năm mới về đến chân gần gần đỉnh Thảo Nguyên xanh bao la rồi đấy nhá. Lên đỉnh, đến đỉnh luôn. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Nhà toàn gỗ. Quay nhắn tí là tiếp bao và tiếp tục bao Thảo Nguyên xanh bao la tá. Chú quay một tí thôi nhá. Quay sàn gỗ thôi. Sàn, toàn sàn gỗ.